Tình cờ thì em biết được vợ em có tham gia một chuyến đạp từ Việt Nam đạp sang Campuchia để tham gia một cái giải đạp 200 cây bên đó. Chuyến đi đó là trong đoàn thì có duy nhất một mình em là con gái. Một cái người phụ nữ mà có thể tham gia được một giải đạp như vậy thì em nghĩ cũng phải có nghị lực lắm. Thì nên là em bị ấn tượng bởi cái đó. Giữa hai đứa em có chung một niềm đam mê, cho nên là cái niềm đam mê đó nó cũng kết nối hai đứa em nhiều. Sẽ là anh giữ chân em lại, vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Thưa quý vị, Thuận Vợ Thuận Chồng sẽ là những cuộc trò chuyện nho nhỏ, tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi hy vọng là ở đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ rất nhiều những câu chuyện của những cặp đôi đến với chương trình. Chúng ta lắng nghe và biết đâu chúng ta sẽ nhận ra cả câu chuyện của chúng ta ở trong đó nữa. Bên cạnh những vị khách mời thì chúng tôi cũng mời đến đây những người nghệ sĩ, họ cũng sẽ cùng đến và cùng với Đình Vàng chia sẻ câu chuyện hôm nay. Và người nghệ sĩ chúng tôi chào đón hôm nay đó chính là nghệ sĩ ưu tú Ốc Thành Vật. Anh chào Ốc. Mời em ngồi. Em chào anh. Sau những chuyến bay dài và vội vã đi làm việc như vậy, em khỏe không? Em vẫn khỏe. Khỏe là vì biết hôm nay được đến đây ở phim trường này, và biết là được gặp anh đó, Đình Toàn à. Với em nha, việc mình là con gái, mình sẽ chinh phục người ta hay mình chờ bạn nam chinh phục mình? Không quan trọng là người nữ hay người nam đâu. Quan trọng là mình nhận thấy đây là người mình thích, mình chủ động thôi. Nhưng em tin vào một tình yêu sét đánh không? Em có tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng mà cái chuyện mà người ta vừa gặp nhau lần đầu tiên, xong người ta cảm thấy người ta thuộc về nhau, thì em vẫn tin là có điều đó. Ngày hôm nay họ không chỉ nghĩ là họ thuộc về nhau, mà còn nhanh chóng tiến đến hôn nhân để khẳng định là của nhau. Và đó sẽ là chủ đề trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, chinh phục. Và mời Ốc Thanh Vân, mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật ngày hôm nay, đó là đôi vợ chồng Hồng Hạnh và Chanh Nguyễn. Mời em. Dạ, xin chào quý khán giả của chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Dạ, em chào anh Đình Toàn và chào chị Ốc Thanh Vân. Chào em bạn. Xin giới thiệu, em là Danh Nguyễn ạ. Dạ, năm nay em 34 tuổi và hiện tại thì em đang làm nhạc sĩ ạ. Dạ, em tên là Hồng Hạnh, năm nay em 33 tuổi ạ. Và công việc của em hiện tại cũng là kinh doanh online thôi. Ốc với ông, hai bạn này họ có một cái sở thích chung, một cái niềm đam mê, và chính niềm đam mê đó khiến họ gặp nhau để đi đến một cuộc sống hôn nhân, đó là đạp xe đạp. Thì lúc đó hai bạn quen nhau như thế nào? Tình cờ thì em biết được vợ em có tham gia một chuyến đạp từ Việt Nam đạp sang Campuchia để tham gia một cái giải đạp 200 cây bên đó. Một cái người phụ nữ mà có thể tham gia được một giải đạp như vậy thì em nghĩ cũng phải có nghị lực lắm. Thì nên là em bị ấn tượng bởi cái đó. Đó là ấn tượng đầu tiên. Dạ. Ủa, nhưng mà anh hỏi anh, và trong đó có nhiều bạn nữ giống em không? Cái chuyến đi đó là trong đoàn thì có duy nhất một mình em là con gái thôi ạ. Trời ơi, bởi vậy nãy em cũng tính hỏi câu đó, là bởi vì nếu như đó là một cái giải xe đạp dành cho nhiều đối tượng mở rộng thì nhiều khi chưa chắc là Giang lại có ấn tượng mạnh như vậy. Nhưng mà vì chỉ là duy nhất có một mình Hạnh thôi, là nữ thôi, thì cái ấn tượng đó nó không phải ấn tượng bình thường nữa, nó là ấn tượng dữ dội luôn. Nhưng điều gì khiến em làm như vậy Hạnh? Dạ, niềm đam mê à. Em muốn được chinh phục bản thân mình, muốn vượt qua chính mình. Vậy còn ấn tượng của em về anh ấy là gì? Ban đầu là chồng em thấy em đạp xe như vậy thì có kết bạn em qua mạng xã hội. Thời gian dần dần em đọc những comment thấy chúc mừng em này kia, hoàn thành những cái cung á. Thấy chồng em là một người sáng tác những cái bài hát thì em cũng có search, em nghe thử thì cũng có những bài hit em cũng thích. Dạ, nên là em ấn tượng. Cái đó là khi bắt đầu mình vừa quen biết nhau thôi, nhưng khi bắt đầu mình quyết định là chúng ta sẽ thành một đôi là khi nào? Cũng khoảng mấy tháng sau á, vô tình là có một cái chương trình đạp xe từ Buôn Ma Thuột ra Quy Nhơn. Trong cái chuyến đó thì vợ em lại đạp chung một nhóm khác và bị bỏ lại á chị. Cái nhóm của em thì xuất phát sau, em đạp lên, em vô tình gặp vợ em. Em thấy là đạp cũng kiểu cũng hơi khó khăn tại vì cung đường nó rất là dốc, và em hỗ trợ vợ em trong suốt cái quá trình còn lại. Thế thì các bạn quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ, trong khoảng 3 tháng. Nói chung là lẹ anh ha. Tại vì em lâu đó. Tức là mình cũng tin vào cái việc sét đánh nhưng mà đôi khi nhanh quá. Dạ. Cho tới giờ này thì các bạn thành hôn bao lâu rồi? Dạ, em cưới ngày 6 tháng 4.
Ồ, cũng mới đây thôi. Dạ, mới đây. Thật ra là với đám cưới của các bạn là có một điều rất đặc biệt. Đẹp quá. Ồ, cho mọi người xem nè. Đó, em có thể kể về cái đám cưới lúc đó. Anh thấy có rất nhiều anh chị xe đạp đi theo á. Đám cưới của tụi em là không có tính rước dâu bằng xe đạp. Tại vì em cũng sợ là mình lên tiếng để mình kêu gọi những anh chị để qua hỗ trợ mình thì em cũng hơi ngại. Và cũng không biết là có được nhiều hay không. Nhưng mà tụi em đến với nhau bằng xe đạp thì em vẫn muốn là có một cái gì đó đặc biệt ở trong cái đám cưới của tụi em. Cho nên là em vẫn quyết định là kêu gọi những anh chị đạp xe chung để hỗ trợ cho tụi em rước dâu bằng xe đạp. Ban đầu em nghĩ là chắc cũng chỉ được 6-7 người hay 5-6 người thì nó thành hai hàng, mỗi hàng 3 người thôi. May mắn sao là em cũng được mấy anh chị yêu quý á. Thì cái đoàn xe hôm đó là cũng được 22 chiếc. Mà cũng là do cái gia đình hai bên xa quá, cho nên là xuống ở một cái khách sạn ở gần nhà em. Thì cách đó khoảng 2-3 cây, em với mấy anh chị đạp xe qua khách sạn đó trước và em về nhà. Tức là em đạp xe đạp qua, rồi cô dâu ngồi lên xe đạp chi. Dạ. Mình đạp về. Dạ. Ờ, dễ thương ha. Anh nghĩ chắc là mọi người ở đó sẽ rất là ngạc nhiên và rất là vui vì thấy một cái hình ảnh. Chứ thật ra anh nghĩ là nếu bản thân anh mình đi qua đường mình thấy giờ mình sẽ thấy nó rất là dễ thương, rất là tuyệt vời. Vậy thì mình vẫn có thể gọi đây là một cái khoảng thời gian trăng mật của hai vợ chồng. Anh nghĩ là nó sẽ chưa có cái vấn đề gì đâu. Đương nhiên không ai mong là sẽ có vấn đề gì, nhưng mà bắt đầu mình có thấy là cái quyết định của 3 tháng trước của mình là đúng không? Dạ em cảm thấy đúng rồi. Em thì cũng vậy. Em thì không có nghĩ là mình sẽ thay đổi quyết định. Nếu mà bây giờ có quay trở lại cái thời điểm đó, em vẫn chọn vợ em. Dạ. Anh xin lỗi, anh là trước đó thì em có quen nhiều bạn gái không? Trước Hạnh thì em cũng có quen một vài mối tình. Nhưng mà kiểu giống như là em là nghệ sĩ á, kiểu cái tâm hồn mình nó cũng tương tự lắm chị. Cảm nhận của em là khi quen những người trước á, lúc nào em cũng phải bước vô thế giới của người ta, chứ người ta không có bước vô thế giới của em được. Cái việc đó dẫn đến là những cái mối tình đó của em cũng ngắn lắm, cũng không có bền. Khi mà quen vợ em thì hoàn toàn ngược lại luôn. Vợ em có thể hoàn toàn bước vô cái thế giới của em và chấp nhận cái con người của em. Em có chia sẻ là em bước vào thế giới người ta, chứ người ta không bước vào. Có nghĩa là mình chỉ là người cho đi, chứ mình không nhận lại. Vậy thì với Hạnh, em có phải là người thiệt thòi khi phải cho đi không? Em thì em không theo cái câu đó, bởi vì em cảm thấy cái người mà mình đã lựa chọn á thì mình sẵn sàng cho đi, nhưng mà tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải là em chỉ nhận đâu. Khi mà em cho đi thì em cảm thấy là cả hai nó rất là công bằng á. Em cảm thấy vui và hạnh phúc, chứ em không có cảm thấy mình thiệt thòi gì hết á. Vậy cái việc mà Hạnh bước vào thế giới của Giang á là cái sự chủ động của Hạnh, hay là vì cảm thấy mến, cảm thấy thích, cảm thấy thương thì cứ thế mà bước vào? Dạ cũng là sự chủ động á chị. Giữa hai đứa em có chung một niềm đam mê, cho nên là cái niềm đam mê đó nó cũng kết nối hai đứa em nhiều. Thế thì anh hỏi có va chạm gì chưa? Dạ va chạm thì chưa ạ. Tức là em vẫn thấy thật là tròn trịa, thật là hồng, thật là hồng. Em bắt đầu thấy gì rồi? Em thấy thì mỗi lần mà ví dụ như là em đạp xe đi, cái team đạp xe của em và hầu như những người đạp xe luôn, họ có một cái là rất là đúng giờ. Cái hoạt động mà sửa soạn này kia của em nó cũng rất là nhanh. Còn vợ em là phải A, B, C, D, X, Y, Z, nó khoảng 1 tiếng hơn á. Không, nhưng quan trọng là cô ấy dậy từ 3 giờ rưỡi để miễn sao đúng giờ thôi. Dạ. Dạ đúng, đúng. Đúng không? Dạ, nhưng đúng. Mà chừng nào mà vợ em phải 6 giờ rưỡi mới xong thì mới có vấn đề. Dạ. Nhưng mà kiểu lúc nào cũng ra bước ra cửa sau em á. Người ta dường em đi trước. Dạ. Anh thì anh không quan trọng cái thời gian chuẩn bị, mình chỉ quan trọng thời gian bắt đầu, miễn sao là đúng. Dạ, 5:15 cô ấy có mặt. Nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn đúng giờ. Vậy thì anh thấy điều đó không có gì hết, đúng không? Vậy còn Hạnh, em thấy điều gì nó không giống như mình tưởng tượng hoặc mình nghĩ trước khi mình lấy nhau? Dạ, trước khi lấy nhau á thì cũng có mấy lần Danh qua nhà em chơi á, thì ăn uống xong là cũng rửa chén. Cứ mỗi lúc mà hai đứa đi những cái chuyến xa á, có nhiều cái chuyến là tụi em chỉ đem đúng một bộ đồ thôi. Tại vì dân đi xe đạp thì cái đồ đó rất là khô thoáng, thì mình giặt nó rất là nhanh. Đêm hôm đó mình giặt xong là sáng là nó khô, mình mặc lại rồi. Thì trước đây á, chồng em xuyên giặt lắm, nhưng mà sau này lấy về thì không có giặt nữa. Lại có mấy giặt rồi. Không, nhưng mà thì sau này có lần em mới nói chồng thay đổi rồi, chồng không giống trước nữa, chồng không giặt đồ nữa. Cái xong cái chồng em nói
thì lúc trước chồng chưa có chuyển khoản cho vợ, tức là ngày xưa tiền lương á là chưa có chuyển khoản hết cho em. Còn bây giờ thì nó khác là cái chuyện đó, thì em nghĩ chứ thôi thì cuộc sống này mình chia sẻ, mình làm những cái việc nhà này kia phụ chồng. Phụ nữ không nên quá đòi hỏi ở đàn ông là phải làm những cái việc gì đó cho mình, mà mình phải nghĩ làm sao để giữa chồng và vợ có thể là về mặt tài chính nhiều hơn mình, thì mình có thể là làm việc nhiều hơn, hỗ trợ cho chồng. Thực ra ngày hôm nay chúng tôi trò chuyện với quý vị về một đôi vợ chồng trẻ, và chúng thấy rõ ràng là các bạn trẻ họ sẽ có những cái suy nghĩ rất là thoáng về cuộc sống của cá nhân mình, cuộc sống của vợ chồng và cả vấn đề kinh tế, tài chính trong gia đình luôn. Vậy rồi bây giờ để mình chọn một thời khắc mình nhớ của hai vợ chồng, Hạnh em sẽ nhớ thời điểm nào? Thời điểm anh ấy cầu hôn mình đi. Dạ đúng, đúng. Sẽ như thế nào? Cái thời điểm mà chồng em cầu hôn lúc đó là 3:30 sáng. Hả? Ủa sao hơi sớm phải không em? Dạ có lẽ là làm điều cũng hơi đặc biệt mà ít có ai làm á. Hôm đó là tụi em xuất phát để đạp cái giải Audaz 1000 cây từ Sài Gòn đi Đà Nẵng. Ngày hôm đó em có thấy cái biểu hiện của chồng em lạ lắm. Cứ kêu vợ em chồng mệt tim quá à, đứng nghỉ một xíu đi rồi này kia. Sau đó là chồng em đi qua một cái chỗ tối tối cầm một bó hoa qua. Thì em mới thắc mắc ủa ngày gì mà tặng hoa đó. Là lúc đó em chưa nghĩ ra. Xong chồng em cất tiếng hát lên. Mà có một bạn đàn nữa, đàn guitar cho chồng em hát. Chồng em hát xong rồi dẫn em qua một cái sân, đó là sân bóng rổ. Thì em thấy là nến nó xếp thành hình trái tim. Xong rồi chồng em quỳ xuống hát cái bài hát mà chồng em sáng tác luôn, chỉ bằng cái gật đầu. Chồng em hát xong rồi là em đồng ý rồi chồng trao nhẫn thôi. Dễ thương ha. Thực ra là anh Tài nghĩ nó sẽ có những cái khoảnh khắc mình sẽ mãi không bao giờ quên. Vậy thì cho anh hỏi, chỉ bằng cái gật đầu một đoạn đó sẽ được hát như thế nào thưa em? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xét. Có bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên em, để xe chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dễ thương. Nhưng mà anh nói là cái bài này em đã sáng tác trước rồi hay khi em quen bà xã em mới sáng tác? Bài này em sáng tác chắc khoảng năm 2015 mà. Là lúc đó em cũng đâu có biết là vợ em để em tặng đúng không? Thế thì Hạnh ơi, anh ấy có bài nào cho em chưa? Dạ chưa. Thực ra là chỉ cần gật đầu mình tha thứ hết. Nhưng mà rồi những bài hát đó sẽ ra đời ở những thời điểm sau đó. Vì hôn nhân là một chặng đường dài lắm. Dạ. Và dù em muốn hay không thì những cái thách thức nó cũng tới à. Chỉ có điều là khi mà mình đến với việc kết hôn ở cái độ tuổi sau 30 thì thực ra là tâm thế mình nó đã khác rồi. Khi mình còn là sinh viên, mình mới ra trường thì lúc đó mình còn nhiều cái sự dao động. Còn cái độ tuổi của hai bạn hiện tại á, là ít nhiều cũng đã bắt đầu biết là mình cần phải làm gì cho cuộc sống của mình rồi. Thì những cái lỗi lầm á, nó sẽ ít có cái nguy cơ xảy ra hơn. Yeah. Nhưng mà Vân nhìn thấy được là ở hai bạn có sự điềm tĩnh. Mọi lời mà các bạn nói ra, cái cách mà các bạn kể chuyện á, nó không có cái sự nông nổi. Vì thế Vân tin rằng là cái chặng đường sắp tới của hai bạn á, nó sẽ phần nào nó thuận lợi hơn. Vì các bạn đã chủ động trong việc chinh phục và chủ động trong mọi cái khâu khác luôn. Nên là thời gian của hai bạn tuy nó ngắn nhưng mà nó vẫn làm cho người nghe cảm thấy tin được rằng là tình yêu này nó có thật sự và các bạn đang ngày càng xây để cho nó lớn hơn, nó vững hơn. Cảm ơn hai bạn đến với chương trình chúng tôi. Cảm ơn Ốc Thanh Vân. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian để ở đây mỗi người họ sẽ cùng nói về những mong muốn, những điều mà mình chưa bao giờ nói với đối phương của mình, để khi chương trình phát sóng chúng ta cùng lắng nghe và hiểu nhau hơn. Cảm ơn vợ đã xuất hiện đến bên chồng và cùng chồng đồng hành
trong những cung đường đạp xe vừa qua. Trong thời gian sắp tới, chồng sẽ cố gắng để gửi đến vợ những ca khúc hay nhất, những ca khúc lãng mạn nhất để dành tặng vợ. Chồng yêu vợ rất nhiều. Vợ cảm ơn chồng rất nhiều vì đã đến với cuộc sống của vợ. Tình cảm của hai vợ chồng mình vẫn luôn đong đầy. Và hy vọng là chồng sẽ tặng được vợ một bài hát mà giống như chồng đã từng hứa với vợ. Vợ yêu chồng nhiều lắm. Cảm ơn hai bạn vì đã đến đây ngày hôm nay và mang theo một câu chuyện rất là thú vị. Và mến chúc hai bạn sẽ luôn luôn có nhau trên mọi cung đường đạp xe. Gửi tặng hai bạn một món quà nhỏ từ Thuận Vợ Thuận Chồng. Dạ, em cảm ơn chị. Một lần nữa cảm ơn hai bạn, cảm ơn Ốc Thanh Vân. Và thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh của tập phát sóng tiếp theo. Hai người với hai tính cách khác nhau. Tính của tôi là cũng hơi có một chút gia trưởng, độc đoán. Hay là do cô tinh thinh nên lúc nào cô cũng lặng thinh? Đúng. Đúng. Cùng nhau xây dựng gia đình và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Nghe là bạn bè của ổng đi làm ăn với họ có nó bị thua lỗ. Nói chung là bán rải luôn á. Cũng nói cũng khuyên nhưng mà ổng không nghe. Nó phải có một cái sai trái thì nó mới là cuộc đời. Mời quý vị đón xem chương trình Thuận Bờ Thuận Chồng, chủ đề chung lòng với câu chuyện của ông Ngô Đình Thái và bà Phan Thị Thinh trong tập phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Xin chào và hẹn gặp lại.